xé nhãn number one Dr. Thanh không độ. Và nhắn tin để có cơ hội trúng ngay 3 điện thoại iPhone 6S Plus mỗi ngày. Đồng thời có cơ hội trúng hàng triệu chai nước giải khát miễn phí. Xé nhãn liền tay, uống ngay trúng lớn. Xin được chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình quay số trúng thưởng xé nhãn liền tay uống ngay trúng lớn. Và bên cạnh Thảo Nguyên đây là anh Nguyễn Duy Hùng, đại diện người tiêu dùng và đồng thời cũng là người trúng thưởng, sẽ giúp cho tất cả chúng ta tìm ra 3 vị khán giả may mắn nhất nhận được 3 chiếc iPhone 6S Plus Gold sạch điệu quý vị nha. Và xin mời, xin được chúc mừng mã số ZLRAQGGSS, thuê bao có 3 số cuối 986. Xin mời tiếp theo ạ. Xin được chúc mừng mã số 24UFZY dài AT, thuê bao có 3 số cuối 259. Xin mời anh. Xin được chúc mừng mã số 8E2RMLREE, thuê bao có 3 số cuối 901. Xin được cảm ơn anh Hùng rất nhiều và chúc mừng ba vị khán giả đã rất may mắn trong ngày hôm nay. Bạn có phải là người tiếp theo? Hãy cùng đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 18:30 mỗi ngày để tiếp tục tìm ra ba vị chủ nhân sẽ nhận được 3 chiếc điện thoại iPhone 6S Plus sạch điện quý vị nha. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.